Chiều ngày 20 tháng 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an thông tin, trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, khiến 31 người thương vong, trong đó 14 người chết, 17 người bị thương. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, so với cùng kỳ đã giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và tăng 5 người bị thương. Các vụ tai nạn đều tập trung tại lĩnh vực giao thông đường bộ, các tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn, vị đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết. Về công tác xử lý vi phạm, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 1.392 tài xế vi phạm nồng độ cồn, so với cùng kỳ tăng 1.091 trường hợp, tăng 362,4% trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, số lượng vi phạm nồng độ cồn tăng 362,4% do thời điểm Tết Nguyên đán 2022, tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, tình hình giao thông tại một số tuyến đường trọng điểm trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết được ghi nhận ổn định.